Kính thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 1, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả vì phát ngôn gây hiểu nhầm. Thông qua báo Văn hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, câu chuyện mà anh chia sẻ trên Facebook của mình chỉ là câu chuyện cá nhân và không hề cố ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả, những người mà Xuân Bắc luôn trân trọng và biết ơn. Tuy nhiên, qua dư luận Câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả và tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành ủng hộ Xuân Bắc chia sẻ. Hiện tại Xuân Bắc vẫn giữ nguyên bài đăng của mình trên trang cá nhân và từ chối chia sẻ thêm về vụ việc. Ngày 27 tháng 1, ông Lê Đức Trung, Tránh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã nắm thông tin sự việc, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc phát ngôn trên trang cá nhân. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã giao cho Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Cục Nghệ thuật biểu diễn giải quyết vụ việc, xem xét xử lý nghệ sĩ Xuân Bắc nếu có vi phạm. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng Xuân Bắc có tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm Táo quân 2023 nên câu chuyện cái tắt của mẹ rất dễ khiến công chúng liên tưởng. Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định đây là phát ngôn mang tính cá nhân của Xuân Bắc. Tuy nhiên, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có một cách ứng xử cẩn trọng để tránh những tranh cãi, trái chiều trong dư luận làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của mình. Theo đó, thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng là người của công chúng, hơn nữa đang đảm đương vai trò quản lý nhà nước, nên cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có sự điều chỉnh và rút kinh nghiệm để có những phát ngôn rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình.